Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình tạp chí ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thưa quý vị, trong số chuyên đề tuần trước thì chúng tôi đã cùng quý vị tìm hiểu về những lợi ích từ quyết định nâng hạn mức thương mại của FC cho các ngân hàng và doanh nghiệp Việt. Để tiếp nối về đề tài ngân hàng giữa cơn bão COVID-19 tuần này, tạp chí ngân hàng sẽ cùng quý vị tìm hiểu về một vấn đề cũng đang được rất nhiều người quan tâm, đó là vấn đề giảm tiền mặt để chống dịch như thế nào. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sự lây nhiễm COVID-19 tràn lan khiến các tổ chức trên thế giới dấy lên lo ngại về nguồn tiếp xúc gián tiếp mà hầu hết người dân đều chạm vào khi sinh hoạt hàng ngày, đó chính là tiền mặt. Bên cạnh đó, thì theo CNN, hiện một số doanh nghiệp đã phải thay đổi cách vận hành để giảm tiếp xúc với các bề mặt có nguy cơ lây nhiễm cao. Ví dụ như là Starbucks đã tạm thời ngưng sử dụng tách và cốc cá nhân tại các cửa hàng ở Bắc Mỹ và Instacart đã triển khai giao hàng tận nhà. Tuy nhiên, một vài nơi thì vẫn còn hạn chế trong việc sử dụng thanh toán di động hay là qua thẻ tín dụng, đặc biệt là tại các hệ thống bán lẻ nhỏ và các cửa hàng tạp hóa như ở Việt Nam. Vậy các tổ chức y tế, tài chính và các quốc gia trên thế giới đã có những động thái gì để ngăn chặn nguy cơ lây bệnh này? Xin mời quý vị cùng đến với những tổng hợp từ phóng viên của tạp chí Ngân hàng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phát thông điệp khuyến cáo mọi người nên rửa tay thường xuyên và nên ngừng giao dịch tiền mặt nếu có thể, vì tiền giấy có thể là một nguồn lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Tờ bạc giấy cũng như các bề mặt khác là tay nắm cửa, điện thoại, thẻ tín dụng đều có thể là nơi trú ngụ của nhiều loại vi khuẩn cũng như virus. WHO khuyến nghị người dùng nên sử dụng phương thức thanh toán phi tiền mặt bất cứ khi nào có thể. Một nghiên cứu năm 2014 của Đại học New York cho thấy có 3.000 loại vi khuẩn lưu lại trên tờ đô la Mỹ do mức độ lưu thông và thường xuyên được trao tay của đồng tiền này. Đô la Mỹ được coi là đồng tiền dự trữ toàn cầu, loại tiền tệ được phân phối rộng nhất trên thế giới. Hiện có khoảng 1,75 nghìn tỷ đô la Mỹ tiền mặt đang được lưu thông trên toàn thế giới. Theo Fed nhận định, phần lớn trong số đó hiện đang lưu thông ở nước ngoài, đặc biệt là tại châu Á, khu vực mà đồng bạc xanh thường mạnh hơn so với đồng tiền địa phương. Đại diện của Fed cho biết sẽ cân loại riêng những đồng tiền trở về từ châu Á và cách ly trong 7 đến 10 ngày trước khi xử lý và phân phối lại cho các tổ chức tài chính. Thì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đã sử dụng tia cực tím và nhiệt độ cao để khử trùng tiền mặt đã qua sử dụng, sau đó niêm phong và lưu trữ khoảng từ 7 đến 14 ngày tùy thuộc vào mức độ dịch COVID-19 gây ra ở từng địa phương. Ngân hàng Trung ương Thái Lan BOT cũng đã đưa thêm 500 tỷ bạt, tương đương với 15,91 tỷ đô la Mỹ tiền mới vào lưu thông nhằm nâng cao tỷ lệ tiền giấy sạch không có virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tồn tại trên bề mặt. Ngoài ra, BOT cũng đang thu hồi và cách ly tiền giấy cũ trong vòng 14 ngày trước khi đưa trở lại lưu thông. Thái Lan cũng đã lắp đặt các máy khử trùng toàn thân tự động tại hai trung tâm thương mại lớn nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Theo thông tin công bố trên báo chí, các cửa khử trùng này có thể ngăn tới 90% cơ hội lây lan của virus gây bệnh. Ở châu Âu, bảo tàng Louvre tại Paris của Pháp cũng đã cấm các giao dịch tiền mặt và chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Một hành động cho thấy nỗ lực của cơ quan này để nhân viên an toàn và thoải mái hơn trong công việc hàng ngày. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh cũng phát đi thông báo về việc tiền mặt cũng giống như tay nắm cửa hay các bề mặt bàn ghế đều có thể là nơi cư trú của các loại vi khuẩn và virus, đồng thời khuyến khích người dân tích cực rửa tay sau khi sử dụng loại hình thanh toán có tiếp xúc này. Tại Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết sẽ chỉ đạo cục phát hành kho quỹ tạm thời tập trung cung cấp tiền mới ra thị trường, tiền cũ thu về sẽ lưu kho trong thời gian nhất định. Việt Nam hiện đang là một trong những nền kinh tế có tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao nhất trên thế giới, với hơn 90% giao dịch vẫn là tiền mặt. Đại diện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức tiền có là mối lo ngại lây lan COVID-19 hay không, song người dân cũng nên cẩn trọng khi sử dụng tiền mặt và tiếp xúc với các đồ vật khác, bởi cũng có những nghiên cứu cho thấy tiền giấy là nơi cư ngụ của 3.000 vi khuẩn khác nhau có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho con người. Chính vì vậy mà thanh toán không chạm qua các ứng dụng trên điện thoại di động đang có cơ hội để thu hút người dùng. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi qua phóng sự ngay sau đây. Là một trong những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán uy tín tại Việt Nam, đại diện VNPay cho biết, thường nhu cầu mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt sau Tết của người dân sẽ giảm mạnh. Nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 hiện nay, doanh nghiệp ghi nhận con số giao dịch từ sau Tết Nguyên đán đến nay tăng trưởng lên đến 600% so với cùng kỳ của năm 2019. Sau Tết là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cho nên là tình hình của thị trường nói chung là đi xuống, rất nhiều ngành bị ảnh hưởng.
Chính vì thế là trong thời gian vừa qua thì VNPay đã cùng phối hợp với các doanh nghiệp tung ra các cái gói giảm giá để kích cầu người dân để thanh toán trở lại. Đặc biệt là chúng tôi tập trung vào các cái ngành như là mẹ và bé, siêu thị cũng như là thời trang. Đây là những cái ngành mà tần suất sử dụng của người dân rất là nhiều và hy vọng là sẽ kéo được người dân quay trở lại và có ảnh hưởng tốt đến thị trường. Nhưng mà so với cùng kỳ năm ngoái thì số lượng người dân quan tâm đến hình thức này đã tăng 600%. Với thời gian gần đây thì số lượng người dân quan tâm đến hình thức không dùng tiền mặt của thanh toán không dùng tiền mặt của VNPay cũng đã tăng cao rất là nhiều. Bên cạnh đó, việc thanh toán không dùng tiền mặt qua các ứng dụng điện thoại, quét mã QR code là giao dịch an toàn được nhiều người lựa chọn, bởi nó không chỉ thuận tiện, nhiều ưu đãi mà còn giúp người dùng không cần tiếp xúc khi giao dịch, hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh dịch COVID-19. Hiện tại thì mình sử dụng khá đa dạng các hình thức thanh toán. Mình dùng thẻ từ, thẻ chip, sử dụng cả hình thức thanh toán bằng chuyển khoản trên ứng dụng điện thoại. Ngoài ra thì trên ứng dụng điện thoại còn tích hợp cả QR code nữa. Thế nên là mình sử dụng cả hình thức này nữa. Thì sử dụng hết các cái hình thức này thì mình cũng đều cảm thấy rất là tiện lợi. Ngoài ra còn có cả ví điện tử. Ví tiền điện tử như vậy thì mình cũng thanh toán được dễ hơn mà lại còn được giảm giá nữa. Theo mình, cái hình thức thanh toán tiện lợi nhất mà có thể phòng tránh được cái lây nhiễm của bệnh dịch đó chính là quét QR code. Vì mình sử dụng đó thì mình không cần phải thao tác hoặc là tiếp xúc với cả một người nào khác mà mình chỉ cần đưa điện thoại lên quẹt là được. Với hình thức thanh toán bằng VNPay QR thì người dân và người bán hàng không phải tiếp xúc trực tiếp với nhau. Chính vì vậy là sẽ giảm bớt được cái nguy cơ lây lan dịch bệnh virus corona. Ngoài ra là với ứng dụng mobile banking thì người dân hoàn toàn có thể tiếp cận với các hình thức online, ví dụ như là thanh toán hóa đơn, đặt phòng khách sạn hay là mua vé máy bay và rất nhiều hình thức khác như thế nữa. Tại người dân có thể tiếp cận tại bất cứ đâu và thời điểm nào. Chính vì như vậy là sẽ giảm bớt được cái nguy cơ virus corona và thuận tiện hơn trong mùa dịch. Theo các chuyên gia, tiền mặt ở bất kỳ quốc gia nào cũng là nguồn lây bệnh đáng lưu ý bởi đặc thù lưu thông của nó. Mặc dù chưa có nghiên cứu chính thức tiền có là mối lo ngại lây lan virus SARS-CoV-2 hay không, song nhiều chuyên gia cũng đã khuyến cáo người dân nên thận trọng trong việc sử dụng tiền mặt cũng như tiếp xúc với các đồ vật thông dụng khác. Chính vì vậy, các hình thức thanh toán giao dịch không gặp mặt, không tiếp xúc sẽ là những lựa chọn an toàn tối ưu trong thời điểm này. Nhu cầu đi du lịch của thế giới hiện nay ngày càng cao, khách nước ngoài vào ngày càng nhiều. Thì như vậy là việc thanh toán bằng tiền điện tử cũng rất là quan trọng, rất là tốt, giúp cho rất dễ dàng thanh toán mà không ảnh hưởng gì đến dịch bệnh. Nó lại mang tính kết hợp thuận tiện cho những người đi du lịch nước ngoài và Việt Nam. Chúng ta có thể một kênh thanh toán rất là hay là dùng chỉ cần qua một cái app, ứng dụng điện thoại người ta có thể thanh toán tiền ngay. Và như vậy rất an toàn, vừa bảo mật, mang tính là không lây lan bệnh dịch bệnh nữa. Chúng ta có thể thấy là từ chính phủ cũng như là các bộ ban ngành cũng xoay quanh ngành doanh nghiệp mà thực hiện có hoạt động về thương mại, rõ ràng là chúng ta cũng có thể khuyến cáo người dân là thanh toán trả bằng chuyển khoản, trả bằng thẻ, sử dụng internet banking, rõ ràng là khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng tín dụng cũng như là các việc mà hoạt động thanh toán trực tuyến, do vậy để hạn chế cái việc mà sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên thì cái điều này cũng tương đối ở mức độ nào đó thôi. Hiện nay công nghệ thanh toán không tiếp xúc đã hiện diện ở nhiều siêu thị, cửa hàng, rạp chiếu phim với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt trong bối cảnh chính phủ đang đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán không tiếp xúc hứa hẹn sẽ là một động lực mạnh mẽ để thu hút người dùng. Tuy nhiên dù là thanh toán trực tuyến, không đụng chạm, nhưng nếu chiếc điện thoại của mỗi người dân không sạch sẽ, đây vẫn có thể là nguy cơ mang mầm bệnh. Trước lo ngại tiền giấy, tiền polymer hay tiền xu đều có tiềm năng là nguồn của các tác nhân gây bệnh và là rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là trong thời điểm đại dịch bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay. Nhiều ngân hàng cũng khuyến khích và kêu gọi người dân chuyển dần sang thanh toán không dùng tiền mặt để đảm bảo an toàn. Đây cũng là phương thức thanh toán được nhiều nước khuyến khích. Vậy còn có những giải pháp đồng bộ như thế nào để đẩy mạnh hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giai đoạn hiện nay? Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ ngay sau đây. Ngân hàng nếu mà làm riêng lẻ thì chỉ có thể là thay đổi thói quen của một bộ phận nhỏ người dân thôi. Chứ chưa thể nào mà là thay đổi toàn bộ cái ý thức của người dân về cái việc là họ đã sử dụng tiền mặt từ rất là lâu rồi, qua rất nhiều thế hệ rồi. Thì bây giờ là những cái hoạt động của ngân hàng nhà nước hoặc là những cái ngày không tiền mặt như bây giờ, như ngày hôm nay chúng ta có, nó sẽ là một trong những cái hành động nó rất là sát thực để mà thúc đẩy cái ý thức của người dân hiểu hơn về cái giao dịch không tiền mặt. Thế cho nên là cái việc mà vừa thúc cái cầu có nghĩa rằng là
người dân có ý thức sử dụng hơn, thì đồng thời cũng phải thúc được cái phần cung, có nghĩa là chúng ta phải có nhiều cái điểm mà giúp cho người dân là có thể dễ dàng tiếp cận được với cả các phương thức thanh toán không tiền mặt hơn. Phải thấy là cái mức độ an toàn của an nay hiện nay, tức là chúng ta cũng chưa biết đánh giá nó như thế nào. Phải thấy là vừa rồi cũng vừa có thông tin mà bị mất tiền trên tài khoản rất là nhiều, mà số tiền lớn, cho nên tụi tôi cũng rất là ngại. Thứ hai là thường ở những cái mạng á, nó hay bị trục trặc, có những lúc là không hoạt động được, không lên được, cho nên cũng là một cái phần. Và cái điều thứ ba quan trọng nhất là mình phải làm marketing như thế nào, mình phải tuyên truyền quảng bá. Chính bản thân hệ thống ngân hàng phải có những cái chương trình đặc biệt để đưa cho người khách hàng họ hiểu, thấu hiểu điều này, và phải kết hợp với hệ thống truyền thông như là báo chí, đài truyền hình, các kênh về trực tiếp và truyền thông online. Làm thế nào để cho trên điện thoại, trên cái máy tính bảng và trên cái computer của mỗi người nó thường trực ở trên đó, thì người ta mới có thể tò mò, rồi người ta sử dụng thử, rồi người ta sẽ sử dụng lâu dài đó. Và phải liên tục cải tiến đổi mới để theo kịp cho những cái dịch vụ tư nhân bên ngoài, thì cái hệ thống ngân hàng mới có thể tồn tại, phát triển, và cái thanh toán không dùng tiền mặt của quốc gia, mục tiêu đó, mục tiêu chính đáng của quốc gia mới đạt được hiệu quả tốt hơn. Đối với các cái ngân hàng thương mại thì cũng rất là cần thiết là cần phải có cái khuyến cáo, cần phải có cái hướng dẫn cho người dân những cái thủ tục và những cái kinh nghiệm trong thực hiện cái giao dịch online. Đặc biệt là những khách hàng nào mà có đăng ký dịch vụ thẻ hoặc là có tài khoản tại ngân hàng mà chưa đăng ký cái dịch vụ SMS banking thì các cái ngân hàng cũng nên khuyến cáo khách hàng là nên đăng ký dịch vụ này. Với một cái chi phí nó không nhiều nhưng mà khách hàng sẽ được cung cấp thường xuyên cái thông tin giao dịch tài khoản, giao dịch thẻ, để nó tránh cái việc là khi mà có những cái hacker hoặc là có những cái đối tượng khác người ta nó đột nhập vào trong cái tài khoản của khách hàng mà giao dịch mà khách hàng không hề biết. Nếu khi phát hiện ra báo với ngân hàng thì sự việc nó xảy ra một cái thời gian tương đối dài rồi, thì cái việc mà xử lý nó sẽ rất là phức tạp, rất là khó khăn. Đến đây thì chương trình tạp chí ngân hàng tuần này cũng xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.